Thành Long Vlog xin kính chào quý cộng đoàn. Xin mời cộng đoàn ấn quả chuông đăng ký kênh để đón xem những video mới hữu ích nhất từ kênh. Tin mới: tiểu sử chi tiết về cuộc đời cha Phêrô Nguyễn Văn Tường, người có tiếng vang cả trong giáo hội Công giáo và xã hội Việt Nam, đặc biệt là với các bệnh nhân ung thư và người nhà của họ. Xin cầu nguyện cho ngài. Kính thưa quý vị, linh mục Phêrô Nguyễn Văn Tường thường được mọi người biết đến với tên Cha Tường hay Cha Tường chữa bệnh ung thư. Người được nhiều người ca ngợi về tài năng và những công đức đóng góp của mình với xã hội. Ngài vừa qua đời ở độ tuổi rất trẻ, chỉ 46 tuổi. 1. Con đường tu tập. Cha Phêrô Nguyễn Văn Tường là một linh mục Công giáo. Ngài sinh năm 1977 tại họ Đạo Rồng Lớn, thuộc giáo phận Vĩnh Long, trong một gia đình đông anh chị em. Bà cố của ngài đã qua đời. Năm 2007, cha Tường được thụ phong linh mục. Được biết trước đó, ngài cũng gặp khó khăn trong quá trình trở thành tân linh mục. Sau đó một thời gian, ngài được làm cha chính xứ họ Đạo Thành Thới. Năm 2014, linh mục Tường bị tòa giám mục Vĩnh Long phạt vạ tuyệt thông tiền kết vì những bài giảng được cho là sai lạc đức tin của Hội Thánh Công giáo. Khi đó, giáo phận này đang chống tòa. Trước đó, cha giám quản tông tòa, hội đồng tư vấn và một số cha đã trao đổi với cha Tường. Tòa giám mục Vĩnh Long đã gửi một bức thư riêng cho cha Tường và xin cha về nhà thờ phường Tư, là giáo xứ nơi cha giám quản giáo phận đang ở, để cha Tường tịnh dưỡng và bình tâm suy nghĩ, sám hối. Đồng thời tòa giám mục Vĩnh Long cũng gửi một thư thông cáo cho họ Đạo Thành Thới, nơi cha Tường công tác mục vụ, để thông báo việc cho cha Tường về nghỉ dưỡng tại nhà thờ phường Tư với lý do là sức khỏe, nhằm giữ thể diện cho cha Tường. Nhưng trong thánh lễ hôm Chúa Nhật ngày 18 tháng 5 năm 2014, sau khi cha quản hạt công bố lá thư của tòa giám mục thì cha Tường đã dùng những ngôn từ phê phán, chỉ trích tòa giám mục và sách động giáo dân phản đối. Với giáo hội Công giáo, những lời giảng của cha Tường về việc ăn chay khác lạ, giảng về nhân quả, phủ nhận bí tích hòa giải là điều có hơi hướng sai lầm. Có thể đây là những lý do chính khiến ngài bị mắc vạ. Trong quá trình bị vạ tuyệt thông, cha Tường được linh mục Du Xe Nguyễn Duy Tân ở Xuân Lộc đến thăm, động viên và trò chuyện. 2. Sự nghiệp khám chữa bệnh cứu đời. Khác hẳn với những hoạt động trong giáo hội, cha Tường đã có những việc làm thiết thực, vô cùng ý nghĩa trong xã hội, khiến cho nhiều người yêu mến và tin tưởng. Cha Tường đã thành lập phòng khám Nam Y quy tụ các y bác sĩ cùng khao khát chữa bệnh cứu đời, với tôn chỉ, yêu thương và cho không. Tất cả các bệnh nhân ung thư các loại tới đây đều được thăm khám, bốc thuốc và chữa trị hoàn toàn miễn phí. Cha đã nghiên cứu về công nghệ cháo nano, một sản phẩm mà cha và nhóm cộng sự ca ngợi là rất hiệu quả cho các bệnh nhân ung thư. Cha thảo dược được chiết xuất từ những loại thảo dược quý, giúp cho quá trình chữa ung thư được hiệu quả hơn. Cha Tường cũng nhiều lần làm lễ ra viện cho các bệnh nhân ung thư, điều được cha và nhóm cộng sự nói rằng họ đã chuyển từ thể ác tính sang lành tính. Những hoạt động của cha Tường thời gian đầu cũng bị phía chính quyền hiểu lầm và gây khó khăn. Sau nhiều năm cống hiến và chữa bệnh miễn phí, vào tháng 3 năm 2023 vừa qua, cha Tường được chính quyền tỉnh Trà Vinh cho phép thành lập doanh nghiệp tư nhân Cha Bét Nguyễn Văn Tường Yêu Thương Cho Không và cha làm giám đốc. Cha Tường cũng được Hội Nam Y vinh danh những công trình nghiên cứu của ngài. Ngày 19 tháng 09 năm 2020, cha Tường được vinh danh tại Văn phòng Chính phủ với danh hiệu Lương Y Tiêu Biểu Vì Sức Khỏe Cộng Đồng. Cơ sở khám chữa bệnh của cha cũng được các trường cao đẳng về ngành đông y về đây khảo sát và thực tập. 3. Biến cố cuộc đời ập tới. Vào ngày 28 tháng 10 năm 2023, cha Tường bị đột quỵ và được cấp cứu tại Bệnh viện Quốc tế SES Cần Thơ. Anh trai ruột Bảy Thật, một Việt kiều Mỹ đã gấp rút bay về túc trực trên giường bệnh. Trong quá trình cấp cứu, ngài được rất nhiều bà con giáo dân, lương dân, các bệnh nhân ung thư quan tâm và cầu nguyện cho ngài sớm bình phục.
có một linh mục từ Mỹ về Việt Nam, quê Giốc Mơ, rồi từ Giốc Mơ xuống Cần Thơ giải vạ cho cha Tường. Linh mục đi giải vạ cho anh Tường có nick Facebook là Tôi Phang, tên thật là Đa Minh Phan Hồng Thắng. Điều này khiến cho gia đình cha Tường và nhiều bà con giáo dân rất vui mừng, phấn khởi cho cha. Anh Bảy Thật chia sẻ, cha Tường và gia đình những năm qua cũng ao ước được giải vạ tuyệt thông và được trở lại dâng lễ. Thật đau lòng, 3 giờ sáng ngày mùng 2 tháng 11 năm 2023. Cha Tường chút hơi thở cuối cùng trên giường bệnh, khép lại cuộc đời trần thế. Thánh lễ an táng cho ngài tại nhà thờ Rồng Lớn vào lúc 9 giờ thứ ba ngày 7 tháng 11 năm 2023. Một nguồn tin cho hay thánh lễ sẽ được cử hành như một giáo dân bình thường. Các cộng sự của cha chia sẻ, cha Tường đã chuẩn bị cho ngày này, nên mặc dù cha qua đời, thì mọi hoạt động tại phòng khám yêu thương cho không vẫn sẽ được tiếp tục diễn ra. Thật tiếc cho một nhân tài, một người có tấm lòng yêu thương con người bao la. Trên đây là những tổng hợp của nhóm admin, nếu còn thiếu sót mong quý vị góp ý bổ sung nhé. Thành kính phân ưu, nguyện xin Chúa tha thứ cho những lỗi lầm của cha và trả công bội hậu cho những công đức cứu đời của ngài ở trần gian. Amen. Có lẽ cả giáo hội Công giáo Việt Nam lúc này đều rất buồn và hiệp ý cầu nguyện cho cha Phêrô Nguyễn Văn Tường, nguyên chánh xứ Thành Thới, giáo phận Vĩnh Long. Mặc dù trước đó ngài bị mắc vạ tuyệt thông tiền kết, một bản án nghiêm trọng dành cho các linh mục và giáo dân có những sai lầm về giáo lý hội thánh Công giáo nếu không nhận lỗi và sửa sai. Cha qua đời vào ngày mà mọi người cho là rất đẹp, ngày lễ các đẳng linh hồn trong Công giáo. Trang Tuấn Vĩ kết nối yêu thương chia sẻ, thành kính phân ưu cha Phêrô Nguyễn Văn Tường. Cảm ơn cha đã cống hiến cho đời những công lao to lớn, cha về với Chúa thanh thản. Tuy nhiên, điều mọi người quan tâm lúc này đó là liệu rằng cha Tường có được dâng thánh lễ an táng như một linh mục bình thường khi qua đời hay không? Nếu có thì đức giám mục nào sẽ chủ sự thánh lễ an táng đó? Thật buồn, câu trả lời ở đây là không, và không vì cha Tường đã bị vạ tuyệt thông và sẽ được giáo hội coi như là một giáo dân bình thường. Xác nhận về điều này, có một số thông tin như sau. Linh mục Phạm Quang Long, tân chánh văn phòng giáo phận Vinh, chia sẻ, một nguồn tin xin giấu tên từ Vĩnh Long cho biết người quá cố sẽ được an táng như một giáo dân. Mối tương quan của cha Tường với tòa giám mục Vĩnh Long hiện nay không nhiều, bằng chứng là Linh Mục Thắng với nick Facebook Tôi Phang vừa nhận định. Mấy ngày con bận rộn làm một số việc và chuẩn bị đồ về Mỹ. Tuy muộn, hôm nay con nói còn hơn không. Bệnh viện S.S. nằm trên lãnh thổ giáo phận Cần Thơ. Con đã gọi phone cho tòa giám mục Cần Thơ, đầu đây trả lời, cha Tuong là người của Vĩnh Long, không phải là người của chúng con. Con gọi phone tiếp cho tòa giám mục Vĩnh Long, một ông thầy trả lời, vâng, vâng. Sau khi làm các phép, con gọi phone lần nữa, một sơ cũng, vâng vâng. Trường hợp này, Tôi Phang không qua mặt và làm việc theo giáo luật cho phép, thanh quý vị nhiều. Ngài viết tiếp, con xin lỗi cha Tường vì con không còn ở Việt Nam để mà dâng lễ an táng của cha. Con về tới Tokyo rồi. Khi về tới Mỹ, con sẽ tiếp tục dâng lễ cho cha. Hết trích. Quan trọng hơn hết, gia đình cha Tường vừa xác định điều đó. Anh Bảy Thật, người anh Việt Kiều hết lòng yêu thương cha Tường chia sẻ. Con xin thay mặt cho gia đình, con là người anh thứ 7 của cha Tường và rất thương cha Tường. Ngày hôm nay, cha Tường nằm ở đây mà quý ông bà cô bác anh chị tới đây cầu nguyện cho linh mục Phêrô Nguyễn Văn Tường, con hết lòng tri ân và cảm ơn quý ông bà cô bác anh chị em. Cũng như ông bà cô bác đã biết đó, cách đây 9 năm về trước, năm 2014 đến bây giờ thì cha Tường đã bị vạ tuyệt thông như thế. Ngày hôm nay thì đã không còn như những năm trước đây nữa, các cha cũng như tòa giám mục Vĩnh Long đã gửi vạ tuyệt thông rồi. Ngày mai, lúc 9 giờ, cha sở họ đạo Rồng Lớn sẽ cầu nguyện để mà liệm xác. Và 9 giờ sáng ngày thứ 3,
sẽ đưa ra nhà thờ rồng lớn để làm lễ và sau đó chúng con sẽ mai táng cha tại nhà. Con xin quý ông bà cô bác hiệp thông để cầu nguyện cho linh mục Phêrô Nguyễn Văn Tường mau sớm về hưởng nhan Thánh Chúa. Một lần nữa con xin chân thành cảm ơn. Thưa cộng đoàn, như vậy cha Tường sẽ không được dâng lễ như một linh mục bình thường và cũng không có đức giám mục nào cử hành thánh lễ an táng cho ngài, mà chỉ có một vị linh mục họ đạo ở đó cử hành thánh lễ an táng cho cha Phêrô. Như vậy có thể khẳng định, với xã hội cha Phêrô Tường có tầm ảnh hưởng và mang lại nhiều giá trị tuyệt vời, nhiều người có thể coi ngài như vị thánh sống. Nhưng trong giáo hội công giáo, cha Tường được coi như đang sống bậc giáo dân. Phân ưu, nguyện xin Thiên Chúa thương xót linh hồn cha Phêrô vào nước Chúa và ban ơn nâng đỡ tới gia đình, ekip bác sĩ và các bệnh nhân của cha. Amen. Xin cầu nguyện cho ngài. Kính thưa quý ông bà và anh chị em và quý tôn giáo bạn, có lẽ cả giáo hội công giáo Việt Nam lúc này đều rất buồn và hiệp ý cầu nguyện cho cha Phêrô Nguyễn Văn Tường, nguyên chánh xứ Thành Thới, giáo phận Vĩnh Long. Mặc dù trước đó ngài bị mắc vạ tuyệt thông tiền kết, một bản án nghiêm trọng dành cho các linh mục và giáo dân có những sai lầm về giáo lý hội thánh công giáo nếu không nhận lỗi và sửa sai. Cha qua đời vào ngày mà mọi người cho là rất đẹp, ngày lễ các đẳng linh hồn trong công giáo. Trang Tuấn Vĩ kết nối yêu thương chia sẻ: thành kính phân ưu cha Phêrô Nguyễn Văn Tường. Cảm ơn cha đã cống hiến cho đời những công lao to lớn, cha về với Chúa thanh thản. Tuy nhiên, điều mọi người quan tâm lúc này đó là liệu rằng cha Tường có được dâng thánh lễ an táng như một linh mục bình thường khi qua đời hay không? Nếu có thì đức giám mục nào sẽ chủ sự thánh lễ an táng đó? Thật buồn, câu trả lời ở đây là không, và không vì cha Tường đã bị vạ tuyệt thông và sẽ được giáo hội coi như là một giáo dân bình thường. Xác nhận về điều này, có một số thông tin như sau. Linh mục Phạm Quang Long, tân chánh văn phòng giáo phận Vinh, chia sẻ: một nguồn tin xin giấu tên từ Vĩnh Long cho biết người quá cố sẽ được an táng như một giáo dân. Mối tương quan của cha Tường với tòa giám mục Vĩnh Long hiện nay không nhiều, bằng chứng là Linh mục Thắng với nick Facebook Tôi Phang vừa nhận định: mấy ngày con bận rộn làm một số việc và chuẩn bị đồ về Mỹ. Tuy muộn, hôm nay con nói còn hơn không. Bệnh viện S nằm trên lãnh thổ giáo phận Cần Thơ. Con đã gọi phone cho tòa giám mục Cần Thơ, đầu đây trả lời cha TUONG là người của Vĩnh Long, không phải là người của chúng con. Con gọi phone tiếp cho tòa giám mục Vĩnh Long, một ông thầy trả lời vâng, vâng. Sau khi làm các phép, con gọi phone lần nữa, một sơ cũng vâng vâng. Trường hợp này, Tôi Phang không qua mặt và làm việc theo giáo luật cho phép, thanh quý vị nhiều. Ngài viết tiếp: con xin lỗi cha Tường vì con không còn ở Việt Nam để mà dâng lễ an táng của cha. Con về tới Tokyo rồi. Khi về tới Mỹ, con sẽ tiếp tục dâng lễ cho cha. Hết trích. Quan trọng hơn hết, gia đình cha Tường vừa xác định điều đó. Anh Bảy Thật, người anh Việt Kiều hết lòng yêu thương cha Tường chia sẻ: con xin thay mặt cho gia đình, con là người anh thứ 7 của cha Tường và rất thương cha Tường. Ngày hôm nay, cha Tường nằm ở đây mà quý ông bà cô bác anh chị tới đây cầu nguyện cho linh mục Phêrô Nguyễn Văn Tường, con hết lòng tri ân và cảm ơn quý ông bà cô bác anh chị em. Cũng như ông bà cô bác đã biết đó, cách đây 9 năm về trước, năm 2014 đến bây giờ, thì cha Tường đã bị vạ tuyệt thông như thế. Ngày hôm nay thì đã không còn như những năm trước đây nữa, các cha cũng như tòa giám mục Vĩnh Long đã gửi vạ tuyệt thông rồi. Ngày mai, lúc 9 giờ, cha sở họ đạo rồng lớn sẽ cầu nguyện để mà liệm sát. Và 9 giờ sáng ngày thứ 3, sẽ đưa ra nhà thờ rồng lớn để làm lễ và sau đó chúng con sẽ mai táng cha tại nhà. Con xin quý ông bà cô bác hiệp thông để cầu nguyện cho linh mục Phêrô Nguyễn Văn Tường mau sớm về hưởng nhan Thánh Chúa. Một lần nữa con xin chân thành cảm ơn.
Vâng, nếu như cộng đoàn lần đầu xem video này của con thì hãy nhớ ấn like video và đăng ký kênh để cập nhật những tin hay nhất về Đạo Công giáo, cũng như truyền cho con động lực để con có thể ra nhiều video phục vụ cộng đoàn. Con xin hết lòng cảm ơn.